diễm liên một lần nữa xin kính chào quý vị thân mến như đã hứa với quý vị là sau 2 tuần thì cứ mỗi sau 2 tuần thì diễm liên sẽ quay trở lại để tâm tình với quý vị à, về cái cảm nhận của diễm liên sau khi mà xài cái sản phẩm ace love use này à, hết rồi đó quý vị lẹ ha mấy ngày nào mấy ngày nào bắt đầu thôi giờ đã hết rồi à, thì thứ nhất cho diễm liên nói về cái, cái máy à, máy để đo mà chống cái nồng độ oxy hóa thì à, vào hai tuần trước á, thì khi diễm đo á, thì là not that good, but... <laughs> quý vị có thể thấy diễm liên đang cười hôm nay à, diễm liên rất là vui bởi vì cái 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 có một cái bước tiến bộ rất là lớn cho diễm liên thì um, coi như là cứ coi như là diễm liên nói là abc thì hồi mới đầu á, là khi mà chưa xài sản phẩm này á, thì diễm liên sức khỏe của diễm liên chỉ là ở mức độ c mà thôi rất là trung bình nhưng hôm nay đã lên được tới b là một cái, cái một cái bước tiến rất rất là là tiến bộ diễm liên rất là mừng mừng thật quý vị yeah. diễm đã xong một chai Diễm đã xong một chai rồi thì Diễm Liên bắt đầu uống qua chai thứ hai Diễm Liên muốn cái lần sau đó, tới khi mà quay lại đó, là cái sức khỏe của Diễm là phải phải là A chứ không phải là B nữa Đúng là tham lam đúng không quý vị? Nhưng mà wow, thuốc Chai này là qua chai thứ ba kính thưa quý vị, nước gớt Với cái mà Diễm rất là bắt đầu bắt đầu bị ghiền à, Cái này thì thích lắm rồi nhưng mà cái này thì bị ghiền Lúc nào những nếu mà quý vị bỏ trong tủ lạnh thì Diễm thấy là uống uh, Uống nó đã hơn một chút xíu à, Một ngày cứ như là short vậy đó <laughs> I to take it à, Diễm Liên phải phải um, uống Cùng lần với cái cái này à, Thì Diễm Liên chia ra ngày được 4 oz Và có hai cái điều mà Diễm Liên Muốn chia sẻ với quý vị đợt này Đó chính là Sau khi uh, 3 tuần đúng rồi 3 tuần Khi mà Diễm sau khi 3 tuần mà xài cái sản phẩm này thì Tuần trước Diễm bị diễn bị cúm kính thưa quý vị. Thì thường thường á, Diễm thường thường mà mình bị cúm Diễm Diễm Liên biết cái cơ thể của mình là cứ sau cái sau phải ít nhất cũng tuần Diễm Liên mới lành. Nhưng mà Diễm Liên tự nhiên cái đợt này tự nhiên sao mà cứ sang ngày hôm sau. Và ngày hôm sau nữa là lành. Đó cái đó là cái điều Diễm Liên thấy rất là lạ đối với cái cơ thể của Diễm Liên thì Diễm Liên nghĩ là uh, giúp đỡ cho Diễm Liên rất nhiều. Aislock Youth kính thưa quý vị. Và cái điều thứ hai nữa mà dễ dàng nhận thấy vô cùng. Uh, hai tuần trước đã thấy rồi nhưng mà bây giờ là thấy một cách rõ ràng hơn. À uh, Diễm thấy rõ ràng hơn nữa là cái cái da của mình kính thưa quý vị. M buổi sáng vậy là khi mà quý vị, quý vị Diễm Liên rửa mặt á, là Diễm Liên thấy cái da mình nó nó sáng hẳn kính thưa quý vị. Rất dễ thấy. Một tháng thôi mà đây là cái điều là Diễm Liên thật sự là Diễm Liên cũng dùng rất là nhiều product phải thú thật với quý vị vậy. Nhưng mà đây là cái cái mà Diễm Liên thấy rất rõ ràng là cái da của mình nó nó gọi là tiếng Mỹ, They call it clone. còn tiếng Việt Nam giống như là nó sáng hẳn ra, nó sáng hẳn ra. Và kính thưa quý vị, à, bên cạnh đó, à, Diễm Liên à, cũng có xài thêm à, một ít sản phẩm của New Skin, Liquid Body uh, Body Bar à, là cũng như là xà xà phòng tắm của của mình vậy quý vị, rất thích mấy hôm nay trời nóng quá trời luôn mà mỗi thường thường là mình tắm xong là quý vị phải bôi thêm một lớp lotion nữa cho cái da của mình nó nó láng bóng nhưng mà đối với sản phẩm này quý vị không cần thiết quý vị vừa tắm xong ra lau người là coi như là cái da của mình nó đã, đã láng lá bóng rồi và kem đánh răng đã luôn quý vị rất là thích cái cái này nha hai cái một cái là cho ban ngày một cái ban đêm à, ban ngày á là dùng để mà cái này gọi là để cho trắng răng còn cái này á là ban đêm thì để mà cho um, sâu răng nhưng mà diễm nghĩ đối với diễm á thì cái cái trắng răng á thì diễm nghĩ là một tuần thì nó chưa có đủ để mà 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 mình thấy được cái độ trắng răng của mình như thế nào thì diễm liên nghĩ, nghĩ là diễm liên sẽ xài thêm wc để để coi thử là nó như thế nào nhé nhưng mà trong trường hợp của diễm liên trường hợp gì đó là trường hợp uh, bị vôi không biết là có quý vị nào có bị bị vôi răng giống như diễm liên không cái này rất tốt cho quý vị nào mà răng bị vôi, bởi vì mới có một tuần thôi, bà Diễm Liên đã thấy cái độ giảm của cái vôi nó nó đóng rất là lẹ, rất tốt quý vị. Nếu cho quý vị nào mà, mà, mà bị vôi thử đi nhé quý vị nhé. Đây là ba sản phẩm mà Diễm Liên rất thích, chỉ mặc dù là chỉ mới thử qua mới có một tuần thôi nhé quý vị nhé, mà Diễm Liên rất là thích, mong quý vị cũng thích giống như là Diễm Liên vậy. À, tất nhiên thì công ty new skin có rất nhiều sản phẩm như quý vị cũng thấy đó rất nhiều. Thì Diễm Liên hy vọng là À, sắp tới đây Diễm Liên sẽ sẽ trải nghiệm tiếp những cái sản phẩm của Nu Skin bởi vì à, Diễm bắt đầu Diễm Liên cảm thấy thích những sản phẩm của Nu Skin rồi quý vị. Thì à, hy vọng là lần tới thì Diễm Liên sẽ à, cho quý vị biết thêm cái cảm nghĩ của Diễm Liên về những cái sản phẩm bên cạnh này nhé quý vị nhé. Hy vọng là sẽ gặp quý vị trong hai à, tuần tới.